Khoảng 15 giờ 30 ngày 19 tháng 9 năm 2013, một hố lớn đã bất ngờ xuất hiện tại đoạn trước số nhà 296 đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Miệng hố rộng khoảng 0,5 m nhưng phía dưới khoét thảm ếch rộng khoảng 5 m và sâu khoảng 2 m. Ngay sau đó, thanh tra giao thông cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt phối hợp xử lý sự cố. Cơn mưa bất chợt gây khó khăn cho việc xử lý khiến vụ việc kéo dài đến giờ tan tầm. Đường Hai Bà Trưng khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng. Được biết tối cùng ngày, sự cố đã được khắc phục. Cũng mùa mưa cách đây 3 năm, ngày 14 tháng 9 năm 2010, một chiếc taxi đã bất ngờ sụp xuống hố khi đang lưu thông tại đường Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3. Cho đến nay, đã có rất nhiều hố bất thình lình xuất hiện trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh. Người dân đã gọi những hố như thế này là hố tử thần, và có lẽ chuyện một hố tử thần xuất hiện trên đường phố giờ đây đã không còn lạ lẫm nữa.